5 phút nữa. 5 phút nữa. Cái này nè. Cho bye bye. Không ham nữa. Ồ mát nha. Nè. Ồ chung nha. Chê thì tiến tới bí. Ờ, thấy mát được. Trống lắm, mình cũng có này, mình tỉnh cũng có này, mình thì có nấy này, không có cật cốt này. Mình hãy mình chiều có quay thêm được 5, 7 cây, 10 cây. Mình thấy chiều có linh. Mình không có khách thì chứ lên ít người thì đi ăn. À đông người mà gọn nó đưa cho mình đi. Người nãy mình Hồng Vy thì để cho Hồng Vy mà không còn làng còn bưa bụng bưa bạn hoặc thì không thấy cái gì mà chiều đến mình Hồng mình lên sáng sáng cái rồi nãy đuối rồi gồm vập lên bát ăn rồi viên viên đây mấy đừng làm nhiều mà nãy khoảng 50 phút mới chọc cái nữa 50 phút thôi ơi không có quạt lắm thế là tỉnh táo rồi đi vô nhà thôi mà. Đúng, nhà anh dạy à? Trên đây mấy cái quạt liền đây? 4 cây. 4. Hai cái cột cây. Cột cây tua không nhỉ? Là cột cây tua hư à? Là nhỉ? Lấy cảnh là dưới nhà nhà mời này phải dùng cái quạt nhỏ nhỏ tương tứng. Mai đi đám cưới, mai cho đi ra hạt ta, cho đi 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 vào đốn rau luôn. À, ừ. Đám cưới để cái đồ về còn đấy. Người chiều chăm mỗi loa đúng không? Nhiều ai cho mỗi loa nữa. Chiều là khoảng 2 giờ là quay đến tôi chiều. Mỹ. À. Mà cháu sợ cho lại nếu mà ấy thì làm quay buổi trưa. Chiều thì lấy nó chiều lại lên nó sữa ăn cơm nó sữa với nó thì để cho cánh sữa lên ăn không lại lên ăn không lại cái chi với nó dọn đi đúng rồi mà lại nhiều thứ bắt đũa xếp để cho người ta lấy đúng không ừ. Bọc chén các thứ lại phải gọi sớm. Ông đã gọi đi mình rác. Ông mà hôm qua rồi. Đi vậy, đi lại cái đi à? Nay không phải đi. Hôm qua làm bù đến ngày hôm nay nghỉ. Ông làm ở đâu? Chắc ông đạo chưa mà. Làm bên ông cái gì nhỉ? Không bám nữa. Không tin. Con cả hai ông mần chứ. Chả biết. Nhà không bà? Bà đi rồi. Nhà ai đây đây? Trang. Thay đề là tôi, thay đề là người ta đi mần chứ. Ô chứ, hôm qua ông đi mần chi? Chiều nay là đi mần chờ đồng tin. Ồ, tưởng hôm qua ông làm bù rồi thế. Bù hôm qua mần ở Đông Hòa chứ sáng nay mần Đông Hòa. Bà anh mới xuất đi? Qua xuất rưỡi. Xuất rưỡi đâu? Cháu 30 giây. Cái thằng đến lồi nhiều lắm. Nhiều thì nhiều. Nhầm ơi. Liêm. Ơi. Ơi trời. Bà làm gì ở tận chợ. Đợi xong hết rồi. Ôi, nắng quá cái chỗ này. Ngồi bên nó mát.
mát nha, chờ cái này dễ băm xong.